chào cả nhà nhá. Hôm nay sẽ được quý vị đi thưởng thức những cái món đặc sản ở Ấn Độ nhá. Đây, cơm gà roti. Đây các anh hai anh Ấn Độ đang nấu cơm gà roti. Đây là gà nấu theo kiểu Ấn Độ nhá, gà xào kiểu Ấn Độ này, gà roti này, cơm này. Đây là nước sốt nhá. Nước sốt này quý vị, nước sốt này. Chúng ta sẽ đi một vòng trong này nha quý vị ơi. Đây là một đồ ăn, cái này là món gì đây? Cái này là món món Thái này, món ăn Thái làm nhé. Đây mì Thái này, mì giòn. Đây món ăn Thái làm đây, nhà hàng Thái này. Thái ca này. Tôi sẽ đưa quý vị đi một vòng nhá. Ở đây rất là nhiều những món ăn ngon để quý vị khám phá nhá. Món này món gì anh? Cái đó là cá thác lát. Cá thác lát chiên giòn đúng không? Ồ, hấp dẫn quá. Cá thác lát chiên giòn nha. Món ăn Thái Lan. Đây này mực à. Mực chiên giòn này. Anh làm món ăn Thái Lan nó có ngon bằng món ăn Việt Nam mình không? Thì mỗi vùng có mỗi đặc trưng riêng nha. Đúng rồi, mỗi vùng mỗi nước có mỗi vị khác nhau đúng không? Nói chung là mình ăn cái ở đâu quen thì thấy ngon đúng không? Nhưng mà ăn này lạ. Lạ thì ăn sẽ nó sẽ ngon hơn. Đây này, mực nướng kiểu Thái Lan này quý vị. Nướng kiểu Thái Lan.
mấy anh rất là vui nhá, vui tính nhá. Đây xem anh nướng mực này. Rồi quét cái mặt hồng lên ha. Sa tế. Sa tế không có lại sa tế. Mà đang với sa tế. Rồi ok luôn. Ok anh luôn. Ok luôn. Để luôn người đẹp ơi, súp bài soi luôn. Hấp dẫn quá. Cái này hồi trưa này khi nào là hình là hết đây? Chủ nhật anh. Chủ nhật là hết. Chủ nhật là ngày mai, ngày sáng ngày rồi hết. Dạ. Ồ mai đâu phải chủ nhật đâu, mai thứ sáu mà. Nói em nói là chủ nhật. À, dạ. Mai chưa đâu. Dạ. Mai mình nghĩ chắc quen chết. Trang mấy chục triệu. Đúng rồi. Ra này mấy chục triệu mà một tuần nữa. Không. 5 ngày. 5 ngày, dạ. Mực nướng kiểu Thái Lan đúng không anh? Vâng. Đặc sản này, đặc sản Thái Lan. Mực Việt Nam nhưng mà kiểu Thái Lan. Nướng kiểu Thái Lan. Đây có thể nhìn rất là hấp dẫn nha. Đảo không? Rất là thơm. Để cho máy coi. Bé phải lên nước cái gì chợ chị ơi. Không có một cái hũ ăn nước mặn không mày. Thơm quá. Này món ăn Thái là xuất nó chiếm lĩnh Sài Gòn luôn mà. Những hội chợ nào thì đi rất là nhiều những món ăn đặc sản của Thái Lan. Đây rất là đông vui vậy. Nhìn này có một cái quần rất là mốt nha. Xẻ ngang, xẻ dọc, xẻ tới, xẻ lui. Đây, nhìn thấy cái quần mốt không? Rồi sau nè, rồi sau cái ghế bàn nữa. Đi mấy người. Đây cái quần đẹp không? Đúng rồi con. Quần của chị rất là mốt. Rồi chào cả nhà nhá.